Chào bà con cô bác, ngày hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2020, em lên lô bonsai mới. Em cảm ơn Owen, em cảm ơn mọi người hôm qua đã nhắn nhủ em bị gì mà không lên clip. Tại vì ngày hôm qua em nhập về thêm 100 cây nữa. Đang tính nói cảm ơn mọi người đã ủng hộ em clip ngày hôm qua. Trước màn hình nhỏ của bà con cô bác là một cây mai dáng trực lắc, hình thú, có đuôi, rõ nét. Nè, trực lắc cộng chữ C nè. Em nói với mọi người nghe, những cái mặt hàng bên em tuy nó không có lớn nhưng mà được cái nó rất là chuẩn cây. Để đấm thằng cành, ui, đang nghe những cái tiếng tạc 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 là biết rồi đó, là bên em đang bó cây đó. Khổ lắm. Hoành của nó là hoành 28, chiều cao 49. Ngày hôm nay bà mọi người cho em mã áo sách nách cái nữa, chứ giờ nóng quá trời và bắt em mặc áo tay dài á, ăn tini vô nữa quay clip sao nổi. Cũ của nó là cũ 54, thân trực lắc nè, cốt cành mọc rất là ok, đuôi có, đế đấm đủ chơi đó, nằm chậu 40 lọt lòng. Cây này đang lên xù cho mình, không mang một cái thẹo nữa, có mà nó cuốn xong rồi nè. Nè, thân cây rất là liên lạc đấy. Đẩy cây này để em coi mặt nào mặt tiền cái đó, mặt bên đó mặt tiền đó. Những mặt hàng này nuôi em tả ra đuôi thì mình vẫn lập nguyên mâm rồi. Ra đây cái cành này đúng ra không chơi, xin lỗi nha, mình phải nuôi sao cái đọt dựng đây, một cái cành nào chỗ này thả ra bắt theo nhịp này đó, cái này gì ra ha, bắt nhịp gì ra, nhịp này ra đó. Bên này bên mặt hậu này em vẫn chưa một cái cành chỗ này để mình lập một cái cành ra đây. Nói chung chừa một chuyện, mỗi người có một ý tưởng khác nhau. Bây giờ em vẫn để nguyên vậy. Cái này là cây số 1. Cây số 1 này giao lưu giá bà con cô bác là 7 triệu. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Bà con cô bác cứ yên tâm, cây của em giao đến nơi làm bao sống. Không bao sống phải là gọi là bao sống trọn đời, nhưng mà có cái cây trồng là phải lên, không lên là có chuyện xảy ra đó. Chứ gì đến sẽ đến thôi. Rồi cây này là cây số 1, giờ em lên cây số 2. Cây này là cây số 2 bà con ơi, em múa cho xui xẻo mới ra đi. Nó quá. Người ta cầm tiền người ta múa đường quyền, còn đây em cầm cái dây thước. Nó đuổi gùi. Đó, nó. Cho nó ra đi hết. Thước rồi, à, cầm dục thước gách sợi dây thước. Cây này em nói thiệt mà mọi người ha, cái củ đế đó nha. Đấy. Những cây mà bonsai thì mình cần những cái củ như gì mình chơi nó mới đã mà. Tiếc có cái trên này nó có cái mặt thẹo hơi già. Cuốn nha, không phải thẹo mục nha. Về nhà đừng có đục đẽo gì chứ. Thân rất đẹp. Thân trực lắc cộng chữ C, nhưng mà chỗ này nó hơi gắt. Người ta gọi là khúc cua điện mệnh đó. Hoành 30, chiều cao 57. Cái này nếu mà đo thì bề ngang cái bầu của nó không rồi đã là 42 rồi đó, nằm chậu 60. Nếu mà kiếm cái chậu này 60, nhưng mà mình kiếm cái chậu nào mà hơi mỏng mình trồng nó đẹp hơn, tại vì cái xác cây. Cây này đang lên xù, hàng bông đẹp. Cây này vô cái gọi là cái thế mà thế hơi quái. Cái đế nó nè, thấy không? Em lại quên đo củ đế. Cái củ của nó không là 88, quên 87. Đó, nè. Cực kỳ luôn, cái củ này nó bự như đạn luôn đó, thân rồi. Nuôi sao cho bắn ra đây đó. Nhưng mà có cành này xuống đây cái vẫn lợp ra, bạc ra. Đó, củ nè. Trời ơi, mê nhất cái củ. Cái đít của nó mê nhất là đít bự. Hàng cây này là cây số 2. Số 2 này em giao lưu giá bà con cô bác là 8.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ai coi clip này thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cô tài em nha. Giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 mọi người ơi. Cây này là tả nó không biết tả sao vậy. Không lẽ giờ mở sách dở ra tìm dáng thế nữa gì. Đơn thuần chỉ là một cây trực lắc, có cái cành rơi xuống nè, cành nó bạc trên rơi tụt xuống nè. Rất đẹp. Thẹo này nhìn đen thôi, đó là một lớp keo nhưng mà nó cuốn gần hết rồi. Cuốn gần hết nha mọi người, còn có chút xíu à. Còn chắc ngón tay cái mà. Cái đen đó là một lớp keo đó. Da nó liền tới đó.
cây số 3. Quăng. 32. Chiều cao 75. Chỗ này. Vậy 56. Đây nằm chậu có chậu 50 lọt lòng. Ok nha mọi người. Đó. Cái này mà mình nuôi ra cái dáng gọi là cái dáng bá đạo trời đất. Cây này đang lên xù. Lợp mâm ra đây xíu nè. Đó. Ăn gian ra đây. Đó. Còn trên này rước một cái cành xuống theo đeo nó nè. Đó, thấy không? Nè, thấy không? Bên này sao? Không có cành phải không? Đó, đợi móc cái cành này ra. Đó. Đó. Cái phong cây nó như vậy thôi. Đế đấm thì khỏi bàn tới. Cây này thì khỏi cần nói tới đế, tại cái đế nó rất đẹp. Cây này là cây số 3. Cái số 3 này em giao lưu giá bà con cô bác là 11 triệu, rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Số điện thoại em là 0912 256 2007, của em ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Cứ alo nhẹ em cái để đè giá, bóp giá, đạp giá em, rồi giờ em lên cây số 4. Dạ rồi, cây này là cây số 4 mọi người ơi. Thú số 4. Ố, quay vòng nè. Đó, mặt tiền mặt hậu rất là ok. Mặt tiền nè, đó. Mặt hậu nè, đó. Mặt em nè, đó. Nói chung những cái mặt hàng này thì những cái hoành thì mình không nói được, nhưng mà cái dáng thế của nó với đế của nó rất là hiếm. Cái này nhìn ngoài đã lắm. Lung lực. Nằm chậu 40 lọt lòng, 45 lọt lòng là ok nhất. Quanh. Ui da. Đó, nó cắn em. Quanh chỗ này 28. Đó, cắn xíu à. Cắn xíu là 30. Chỗ này 52. Quanh đế 83. Bề ngang cái bầu 44. Chiều cao 45. Đó, nãy giờ em đo thông số đầy đủ rồi đó. Ai ở nhà coi những cái thông số này, mai cho nó bộ áo vest cho nó mặc cai. Nói chung bên này nó có cọng rễ nè. Đúng ra nó có cọng rễ này, nó bạc đây nè. Mà nó không bạc. Nó bạc đây. Nó quê chim. Bởi vì là em vẫn phải cắt cọng này. Chứ đôi khi em cắt cọng đó em buồn lắm. Chứ có cọng đó vô là đế của nó là bao đẹp luôn. Trên mình nó mang theo một vết thẹo nhỏ hai ngón tay em mà đang cuốn rồi. Những mặt hàng nuôi nè, nó ra đây. Những đọt bên trên, đánh cái cành xuống đây thôi. Đánh cành này ra đây. Bên này ra đây, bên này ra đây. Nó còn mặt bên cành phong nè. Nó có đầy đủ. Trời ơi, cốt cành nói chung là rất là chuẩn cây luôn. Quan trọng là giá và cả này. Rồi cái này là cây số 4. Cây số 4 này em giao lưu giá bà con cô bác là 8.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em những mặt hàng này. Em đa số hàng của em thì mọi người cũng biết, em không có chơi hàng lớn. Em đa số là những mặt hàng bonsai để bàn. Nằm chậu 60 là dữ lắm rồi. Trồng cây mai, trồng phải cao gì. Có một cái đôn nữa, nhìn cây mai lúc nào nó cũng tê chứ. Cái trồng cây mai dưới đất, nhìn đứng ngồi xóm dưới nhìn không đã. Rồi giờ em lên cây số 5. Dạ rồi, cây này là cây số 5 mọi người ơi. Số 5. Đó. Trời ơi, dáng thế của nó kìa. Ôi trời, đuôi nó kìa. Quắn lại nguyên một cục chỗ này rồi nó bạc ra. Đó. Mình thì mang lên xù. Đó. Bộ cánh của nó thì bông rất là đẹp. Thân của nó nè. Ui. Bá đạo. Là xù nè. Bà con thấy trên clip có những cái chỗ nấp nén. Đó là chỗ đó là xù đó. Để nó thì khỏi bàn tới. Em không phải nổ theo cây mai nổ. Mà thật sự là nhìn cây mai sao tả vậy thôi. Đó, thăng vậy chơi gì nữa, trực lắc cắt cái dáng như chữ C gì đó, chữ cờ đó, đế đấm thì khó bàn tới. Nằm chậu cái này phải lên chậu 60 nó mới đã. Quanh ở đây 30. Ở đây đâu được hả, không quên dướng cái giò ở đây 38. Đó cái cũ. À, cũ. Đó sao đây. Đây nè. Đó.
7 sao tới 8 mấy dữ rồi ta. Đó. Cậu 80. Úi. Bao phê. Thân thì thân xù. Em nói mọi người nghe, bây giờ cây này là cây số mấy ta? Cây số 4 không? Ờ cây số 5. Cây số 5 này em giao lưu giá bà con của bác là 11 triệu. Nghe nói tới cái hoành, nghe nó nói cái giá thì mọi người cũng nói ừ tại sao cái hoành này nó giá gì. Em nói mọi người nghe, cái thanh như vậy, đế như vậy, nó sâu như vậy, em bán giá 11 triệu. Những nơi khác không khi nào mà được cái giá như vậy, mà được cái thanh như vậy đâu. Đôi khi có những cây xù mọi người kêu giá rất là cao. Em không có phải nói những anh em lái này kia, nhưng mà em đã từng đi mua mai, em đều biết. Trời, thanh nó vậy chê vào đâu. Nó nuôi nè, ra đây nè. Này ra đây nè, đó này bạc cái đây nè, dựng cái đọt bao đẹp. Rồi giờ em lên cây số 6. Dạ rồi, cây này là cây số 6 mọi người ơi. Đó bà con thấy không, mặt tiền nó như hoa hậu thú gì, bao đẹp luôn. Bởi vì em nói mọi người nghe, có những cây mai mà không đạt như được như ước nguyện, nhìn bên này nó còn dữ hơn nữa nè. Bởi vậy có những cây mai mà nó tào lao mí lao kinh khủng vậy đó. Cây mình bán giá nói chung là theo cây thôi, chứ đôi khi mà cây mà dàn đế bên đó mà mình bán giá cao thôi chạy. Hoành chỗ này là hoành 31, chiều cao của nó là 50, 5 chậu 40 lọt lòng đó. Đấy, nhìn cũng đã lắm chứ bộ, đâu đến nỗi nào đâu. Tại vì cái con này là con thú đó, trên đường đời nó bất hạnh quá, nó dạng hai chân nó ra để nó bước qua cuộc đời mới, bước qua cuộc đời mới ai về đâu phục dò nó. Chỗ này coi như là một vũng nước, em tả chơi bời vậy thôi, nhưng mọi người nhận xét cây là theo tấm hình của một clip mọi người đang coi thôi. Cây này cây số 6, cây số 6 này em giao lưu giá bà con cô bác là 5.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ai yêu mến nha, anh nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Cái mặt bên này nó thiệt mọi người đẹp quá. Số điện thoại em là 0912256200 bãi quen ở Tân Hiệp Kiên Giang. Mọi người cứ alo em, đè giá bóp giá đạp giá em thoải mái cái này nha. Rồi giờ em lên cây số 7. Dạ rồi, cái này là cây số 7. Số 7. Hấu đuôi chân cẳng ok. Hẹo này còn bằng ngón tay út em à, chỗ này là còn bằng ngón tay út em à. Cái này nếu em tán bỏ ra, tán thu cành lại, bỏ này đi, nó sẽ ra trượt lắc cùng dưới C. Nhưng mà hai cái cành này nó đẹp quá, em để luôn. Này thì nó bự hơn ngón tay, cỡ bằng ngón tay út em à. Còn bên này thì nó bằng ngón chân cái của em, rất là đẹp, trượt lắc. Tại vì những cái cây mai thì em trước giờ đi mua cây làm thích, nếu mà cây mai nào thì mọi người cũng biết là điều kiện của nó là dàn chân cành ở dưới có là mình hài lòng liền. Còn những cây mai tự nhiên dàn chân kinh này có mà dưới không có, nhìn nó lâu em vẫn gặp hoài vậy mà không đã. Nó giống như cây này, nhìn ngoài rất là đẹp. Cây số 1, âu lộn, cây số 7, hoành 30. Cây này nằm chậu từ 50 mấy 60 nó mới đã, chậu mỏng thôi. Chiều cao của nó là 54. Đó. Bông rất là đẹp nha mọi người. Đuôi nè, thấy không? Đó, tan nó. Cây số 7, cây số 7 này em giao lưu giá bà con cô bác là 7.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em. Dám đưa ra là bao ship tới đầu giường luôn. Ai ở trong toilet gọi em cái em cũng bao ship tới đầu giường luôn. À, tới toilet luôn. Nói vui vậy thôi chứ mọi người. À, nếu mà coi clip này thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Trên mỗi cái clip đều em nói những cái câu nói hay, nó dạng như là nó cũng hơi cái pha cái gì đó vô cho nó có điểm nhấn. Đôi khi lên clip là nó buồn buồn quá, mọi người cũng không muốn coi nữa. Rồi giờ em lên cây số 8. Giờ cây này là cây số 8. Đó, nhìn da đế nè, đặc sệt luôn, trực lắc, cốt cành nè, nó đầy đủ đồ chơi. Số 8 trực lắc cộng chữ C. Cái mình đó là đang xù nu hết trơn, hàng vẫn là bông đẹp.
em nói bông đẹp nhưng mọi người có quyền về có ghép, ghép sao ghép. Ho nữa rồi. Đó, hàng bao đẹp luôn. Hoành, cái này nó xoắn thân, hoành 30 thiếu, ôi hoành 29 năm. Lột, cũ nó đây nè. Cũ của nó là 62. Cái này nằm chậu 60 lọt lòng mới đã. Đó, trên mình nó có một vết thẹo nè, ngày xưa người ta cắt giật đây, giờ nó còn chút xíu nữa. Mặt bên này quá đẹp nè, quá trời đã. Cây số 8, cây số 8 này em giao lưu giá bà con bác là 8 triệu. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em bạc bạc luôn. Rồi giờ em lên cây số 9. Dạ rồi, cây này là cây số 9 bà con cô bác ơi. Đó, giờ ghi lên đây là cho nó chắc ăn khỏi quên. Sâu, sâu nguyên phần này nè, đó, người ta cắt giật ra nè, có vết thẹo đây nè, bằng hai ngón tay em đang cuốn. Đó, một thân một cốt giật lắc cộng chữ C, đế bỏ điều 4 mà. Chạy xe gì đâu mà tốc độ nghĩa địa. Ngày nào đi ngang đây cũng bóp càng tin tin đó. Hoành, em đo nhiều thông số nè. Chỗ này là 31. Chỗ này là 37 5 ly. Chiều cao là 47, nằm chậu có 50 lọt lòng, ok. 50, cỡ 50 là vừa nghính luôn á. Đó, đế nè, cộng nào cũng đất rất là bự luôn. Sâu, sâu chảy. Cực kỳ đẹp. Cây này là cây số 9, cây số 9 này em giao lưu giá bà con cô bác là 7.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Giá này em đưa ra làm bao ship toàn quốc luôn, không có 200 km ép gì hết. Rồi giờ em lên cây số 10. Dạ rồi, cây này là cây số 10, thú rõ nét luôn nè, đuôi cẳng nè, thấy không, đê đắm nè. Ui, nằm chậu 60, quá trời tê, ớn lạnh luôn. Nó hoành, hoành nó thì không có lớn được cái cũ bự, cái chi nở ra gì đấy. Hoành 27 nè, cũ nè, cái cũ nó không là 80, chiều cao 38, để mọi người nhìn, tự nhìn nhận xét ha. Những hàng này thì đế về là khỏi bàn tới à. Nhìn ngoài còn dữ hơn nữa. Nó. Cây số 10. Cây số 10 này em giao lưu giá bà con cô bác là 8.500.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Em cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi 10 clip phô mai của em trong ngày hôm nay. À, những cái giá em đưa ra làm bao ship toàn quốc Việt Nam. Cây em giao tới nơi làm bao sống chết em thường đúng giá trị mua, đã mua cây em. Mọi người cứ yên tâm, cây thì em vẫn bao khỏe mạnh. Còn chẳng hạn như về sau anh em là trồng mai, mới trồng mai chưa có kinh nghiệm, mua mai về em sẽ hướng dẫn tận tình cho mọi người luôn. Rồi chào bà con cô bác, hẹn bà con cô bác trong clip ngày mới.